Là bùi hồ mới ghé ngân hàng để mà rút tiền ở cô bác anh chị. Một cọc này là 100 triệu này, để cho mẹ bé Tú có thể trồng tiền nền. Còn một cọc bên đây. Mẹ ấm con vô đứng. Đừng ấm đi. Trời ơi. Con đừng la. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trên một cái chuyến phà từ huyện Chợ Mới về lại Long Xuyên. Để hôm nay Bùi Hồ sẽ vượt hành trình hơn 200 km quay trở về lại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ đi cùng với lại anh Hợp thợ hồ để khảo sát mặt bằng để tiến hành khởi công xây dựng cho ngôi nhà mới cho mẹ con của bé Tú, một cô gái xinh đẹp mắt bên lạ. Trong một cái hành trình ngày hôm nay á, đầy đủ mưa gió rồi bão táp và thậm chí là có những cái trục trặc mày muốn luôn. Thông tin với cô bác của anh chị là đoạn đường nó cũng khá là vắng và đoạn đường Bùi Hồ cũng vì cái thời gian cũng khá là gấp gáp quá nên là nữ là đạp xe hơi bị nhanh. Không may thì bị mấy anh công an ảnh điện lại hỏi thăm và cuối cùng là bị lỗi tốc độ. Tuy nhiên đó là một trong những cái tình huống mà ngoài ý muốn, mà trên cái đoạn đường di chuyển á, thì không sớm thì muộn nó cũng xảy ra. Và mục đích của mình á, muốn cùng anh Hợp xuống để mà làm sao để cho mẹ con bé Tú có được một cái ngôi nhà khang trang và dọn ra một cái nơi ở mới ngoài cái khu nghĩa địa trong thời gian sớm nhất. Và ngày nay thông tin với cô bác quý anh chị chia sẻ không phải là để than thở gì ở trên cái đoạn video clip này và cái vấn đề mà bị công an bắt, nhưng mà đối với Bùi Hồ cái những gì tiêu cực á, thì đôi khi là nó mình hãy suy nghĩ hướng tích cực tí xíu. Ví dụ như đây đoạn đường này xuống Cà Mau khá là xa thì mình sẽ chạy chậm chậm tí xíu, và đây là một trong những cái bài học mà cho đoạn đường mình di chuyển trong thời gian sắp tới, và thậm chí là trong những cái đoạn đường xa hơn và mình đủ độ an toàn hơn. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như là anh Hợp thợ hồ cùng đi xuống Cà Mau để gặp gỡ mẹ con của bé Tú ha. Đây, sau một hành trình dài, bây giờ là gần 4:30 thì Bùi Hồ với anh Hợp cũng đang có mặt tại trung tâm của thành phố Cà Mau. Từ đây về lại Tắc Vân thì khoảng hơn 10 cây số nữa, cũng khá là muộn rồi. Bây giờ thì Bùi Hồ phải đi lại một cái ngân hàng để mà rút tốc tiền. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Để ngày mai này sẽ bàn giao số tiền này cho chị Dứa để mà có thể trồng tiền cho chủ đất để tiến hành khởi công các nhà cô bác anh chị. Đây là Bùi Hồ mới ghé ngân hàng để mà rút tiền ở cô bác anh chị. Một cọc này là 100 triệu này, để cho mẹ bé Tú có thể trồng tiền nền. Còn một cọc bên đây á là 50 triệu để cho anh Hợp có thể mua vật tư. Thì tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ chạy xuống Tắc Vân, hơn 10 cây số nữa là tới để mà đưa cho chị, để mà có thể chuyển đặt cọc cho ta mua đất, gọi là bàn giao số tiền này để mà tiến hành khởi công á. Thôi bây giờ mình sẽ đi ha. Chiều hôm nay á thì Bùi Hồ cũng đã đến cái nơi của chị Dứa với lại bé Tú đi bán mới về nè. Chào chị. Dạ. Nay bán nhiêu tờ? Ngày nào cũng được thì 260. 260 hả? Năng nỉ ông nghỉ ông không cho. Ông nói sao? Ông nói quá trời người ta định mất người ta nghỉ rồi. Con gám ba bán tiếp 7 đi. Mệt cũng chết không vậy. Bé Tú mấy ngày nay sao hả chị? Bé Tú cũng nghỉ nè. Nhưng mà nằm thoáng hơn rồi đúng không? Thoáng hơn. Được nghe giò. Được nghe giò rồi. Còn nghe giò thoải mái rồi nè. Mưa có tạt không chị? Hả? Mưa có tạt không? Không em. Không có tạt ha? Không. Ở đây có cây quạt nữa nè. Mới mua thêm cây hay chị? Ta cho đó. Ta mới cho hả? Cây quạt kia bị hư rồi, còn đây xài đèn được không ạ? Mưa không có tạt ha? Không. Thưa với cô bác của anh chị là mấy ngày qua thì cũng là cùng với chị Dứa để kiếm cái nền nhà cắt cho chị, cũng trục trặc tới lui, nhưng mà hôm nay thì thấy cũng được ha chị ha. Được rồi em. Bây giờ vô nhà tâm sự tí xíu rồi sau đó mình sẽ đi lại chủ đất để mình trồng tiền cho ta để mình nhận nền. Anh chị ha. Rồi bây giờ chạy xe vô nhà đi. Cũng thông tin với cô bác của chị là trong mấy ngày qua cũng có một ông thầy nào đó thì cũng muốn trị bệnh cho bé Tú hả chị?
xuống tới nhà luôn, ngồi hoài không đi về. Dạ. Sợ gần chết luôn rồi. Không biết có chuyện gì không mà sao ngồi hoài. Thôi chạy vô đi. Ướt quá luôn nè. Vậy nha, ướt nhẹp luôn. Vô con ơi. Đừng lật, dễ lật lật xe đó. Nhắm con vô đừng, đừng vậy. Vô. Thường là bán buổi tối mấy giờ mới về? Chị bán tới 8 giờ gì mới về. Hôm nay là phải về sớm để mà sớm, đi nửa đường ngoài lại rồi. Dạ, rồi ngày mai bán kịp không? Kịp, hôm qua chị mưa chị không đi được luôn. Vậy hả? Sáng bán hết trơn à. À. Sáng nó dậy quá, trời nó dậy luôn. 260 tờ thì cũng số lượng cũng khá là nhiều. Ừ. Thành nữ là chị thì cũng được mọi người thương yêu vì chở bé Tú. Nên là nữ bán cũng nhanh hơn so với người khác đúng không chị? Đúng rồi, người ta mua tiết chỉ trơn vậy. Đừng vậy. Mày ấm con vô, đừng vậy. Đừng ấm. Trời ơi. Con đừng la. La anh khủy đó. Đừng la con. Đi về chồng tiền đất. Nghe được xuống trồng tiền đất mừng dữ không? Chị sợ em vô không kịp. Dạ. Ừ. Đừng la con ngay giờ ra đi con. Mấy ngày nay sức khỏe của anh là sao chị? Yếu quá, mới hôm qua chị cho anh khám bệnh. Dạ hả? Yếu quá, chị yếu rồi. Xuống với bác sĩ không cho về xe đâu. Ăn uống được không? Ăn đổ tháo quá trời luôn. Đừng la, đừng la con. Ăn đổ tháo lắm hả? Ăn đổ lắm đó. Tú hồi chiều ăn gì rồi? Chiều chị cho ăn miếng cơm mày. Dạ hả? Cơm miếng thịt đó. Ăn được nhiều không chị? Chiều ăn chừng 2 muỗng không chịu ăn chưa? Dạ. Ngồi nghỉ mệt tí xíu đi rồi chị em mình tâm sự tí xíu thì đi để cho kịp. Hôm nay em có đi với lại anh để em hỏi. Anh hộp xuống nè. Đừng để mình coi cách nhà cho chị. Đây là chiếc xe mới của mới lấy con số nãy em. Mới lấy biển số hồi nãy luôn hả? Số đẹp ha. Trời. 78. 6 điểm. 6 điểm. 6789 luôn kìa. Số đẹp ha. Ồ. Số đẹp ha. Và xe cũng đẹp, số cũng đẹp. 78 là số tiếng thôi nha. Ừ. Số thằng tài số địa gì đó. Ông nói thằng tài số địa gì đó chị không biết nữa. Mong chị sẽ đổi đời ha. Ở ngày có chạy đi đâu chưa? Chị mới không chạy đâu hết trơn, đi khám bệnh ổng chị đâu dám chạy xe này. Ừ. Ổng lắc quá dưới cao đó. Dạ. Chị không dám chạy. Ừ. Xe cũ. Hôm ngày là đi bán vé số người ta ủng hộ đồ nhiều không? Nhiều. Hôm chị đến là bán không hết. Hôm nào chị mua dữ luôn á. Đừng đừng la con. Là cái chị chạy đi lên. Chị đi lên vòng nghĩa là quay về. Nhiều. Quay về chạy bán được có mấy chục giá. Cái chị quay về. Bỏ con Tú ở nhà gì mượn gì nó giữ nè. Ừ. Bây giờ hôm qua chị mượn gì nó giữ rằng chị khám bệnh cho cha đó. Ghé vô bên bệnh viện tâm thần chị lấy thuốc thêm cho ổng đó. Ông cho rồi. Ông nói. Ông sợ bệnh đó. Chị xuống vô bác sĩ kêu chị á, gói taxi cho anh về đi. Ông cho về. Ông nói sao mà chạy được. Cái cô bác sĩ kia nói sao? Người ta là vợ mà, chắc chạy được. Hôm qua bán số nhanh không? Hồi sáng này á. Chút tôi mua hết trơn rồi. 9 giờ mới hết em. Bán 9 giờ hết trơn rồi. Mà trễ rồi đó, bình thường chỉ đi 7 giờ mấy à. Tại vì hôm trước là mưa đúng không? Mưa dữ luôn. Để ngon. Rồi hôm trước là em nghe nói là có một ông thầy nào đòi trị bệnh nữa, bao hết nữa. Bao hết. Ông thầy đó là sao? 39 tuổi rồi.
Rồi kêu chị lên chảnh ở. Vậy? Kêu chị lên chảnh, dọn lên chảnh ở hết. Bao ăn bao uống hết trơn, bao chăn cho ăn ở luôn. Rồi chị nói như bây giờ mình đừng quân đang cho nhà chứ sẵn ấy gì đó. Rồi đi không có được. Bà giờ nói vậy rồi cái ngồi hoài không chịu về. Ngồi lâu lắm, tiếng gửi đồng hồ luôn đó. Anh nói là trị bao hết hả? Ừ. Cái chị nó bệnh đang di truyền đó nghe. Nó di truyền cũng hết đó chứ. Ô trời ơi. À cái gì? Truyền năng lượng gì đó. Chị không biết. Ông thầy đó có mở phòng mạch gì không? Nó có mở phòng mạch. Vậy hả? Ừ. Nếu như mà thầy trị hết được thì mừng. Tại vì nói là ông thầy đó, ông hồi đó ông bị liệt nằm chỗ hơn cái này nữa. Mà giờ người ta trị không hết, bây giờ ông đi làm phước lại. Ở chuyện hết ông đi làm phước. Sao nói điện cho em, chị sợ sao chị không điện cho em? Quên đi, quên mất tiêu đi. Cái lúc quýnh đâu nhớ gì đâu. Nếu như mà trị hết thì cũng phải tạo điều kiện cho bé Tú trị chứ. Còn nếu như mà thầy là xem được video clip này á, thì thầy có tâm về trị bệnh cho bé á. Nghe nói là thầy cũng ở dưới tắc sậy hả chị? Ở Gia Gai. Thì sẽ hỗ trợ tiền xăng cho thầy đi lên đi xuống, để lâu lâu thầy sẽ truyền năng lượng một lần thì cũng ổn. Đó là một cái điều đáng mừng. Nó mỗi ngày. Mỗi ngày hay như thế nào đó? Ừ, truyền mở gì? Mở mấy cái mạch máu gì đó, là cho lưu thông gì đó. Em cũng không biết cái môn đó như thế nào. Chị tính là bấm nguyệt. Nhưng mà nghe nó cũng lạ thì nếu như mà em mới nói ông không bấm nguyệt, chỉ là để đặt hai tay lên lưng Tú thôi. Dạ. Chứ không bấm không gì hết. Dạ. Thầy có xem được video clip này á, thì thầy có thể liên hệ với Bùi Hồ để mà tạo điều kiện tốt nhất cho Tú để mà có thể hồi phục. Vì đâu đó gần cái ước mơ hồi phục con mình nó lớn hơn gấp mấy lần cái ước mơ có được một cái ngôi nhà nữa. Vì Tú bây giờ là một người con và thậm chí là một gánh nặng. Chào anh. Dạ. Dạ. Gương. Chút vừa xuống đi rồi anh vừa ấy cơm cho ông ăn. Rồi. Hả? Đợi nó xuống đi rồi nó ấy cơm lại cho ăn. Rồi. Nó mới sẵn rồi nó dồn cái ao thịt rồi sẵn ở trên rồi múc. Mà đổ. Sớm giờ bán được nhiêu tờ? Nãy giờ chị mới bán nãy giờ. Được mấy tờ? Nãy giờ cũng 20-30 vé vậy, mới đi tới đó. Nhằm khi cái đầu óc lái xe từ trên đó xuống đây nó bị lân. Nhằm khi có câu hỏi hai lần, cô bác bên chị đồng cảm. Cười. Hôm nay cười kìa. Cười. Nó cười. Cười gì được, có sắp sửa có nhà mới hay sao? Con mừng không? Con mừng không? Nói mày nghe. Mừng không? Mừng. Mọi người nói là Tú không biết có hiểu hay không. Thật ra thì Tú nghe được và cảm nhận được. Tuy nhiên cái việc mà để mà thể hiện bằng lời nói hoặc là bằng những cái hành động á thì đó bất khả kháng rồi. Tại vì cái lưỡi của Tú là bây giờ bị cứng đơ. Giật cứng đơ luôn. Còn cái tay chân á thì co quắp lại à. Thậm chí á, là khi mà bồng á, chị dứa phải bồng bé Tú mà đi á, là đôi khi là phải kênh lại để mà gọi là để coi như là nó giật, cố gắng gồng lại á. Em nói nó biết nó cười. Em biết anh tên gì không? Biết không còn, biết không? Biết không? Biết không? Biết. Biết hả? Biết. Biết. Trời ơi, biết. Con biết thì con nhắm mắt lên, biết không? Đó. Trời ơi. Biết thì nhắm mắt, còn không biết thì mở mắt. Biết không? Biết con biết không? Biết thì chớp mắt rồi. Con biết. À. Biết chưa? Mà nói không được. Có nhà em vui không? Vui thì nhắm mắt. Vui không con? Mừng không? Mừng thì nhắm mắt đây. Nhắm luôn. Nó biết hết chưa nè. Trời. Nó biết hết chưa nè. Nó mừng dữ lắm. Mẹ còn mừng gấp 10 lần nữa. Gấp 10 lần. Nó mừng dữ lắm. Mấy ngày nay ăn ngủ gì được không? Chị nói ăn. Rồi người ta cười. Cô bác cười chết luôn, không có ngủ nghe gì hết trơn á. Sợ em vô trong ngày đó vô không được cái đầu. Chị kia bà bán chỗ khác. Mình chỗ này nó gần tiền. Nghe đồn ta nói là em nhờ em ta đồn ta nói là chị chuẩn bị hỗ trợ đựng tỷ hả? Ừ. Tới bên kinh Bùi Hồ cho nhiều lắm cả tỷ bạc. Cái chị mới nói không có. Đồn bậy bạ, người ta vô người ta giết chết đi chàng. Không có. Có đằng vài triệu thì có chứ đâu còn tỷ bạc đâu có. Tỷ là tình thương của người ta dành cho mình là tỷ á. Quá trời người ta đồn luôn. Tiền bạc đâu mà đến tỷ vậy. Nó đồn dữ lắm. 1 tỷ thì đâu có đi bán với số đến đúng giờ rồi. Đúng không? Thật ra thông tin với cô bác anh chị à, nhận tiền càng nhiều cho gia đình của mẹ bé Tú và bé Tú thì Bùi Hồ càng vui. Tuy nhiên á, sự hỗ trợ tình thương yêu phải của mọi người á thì Bùi Hồ luôn nhận, mặc dù đường xá xa xôi á thì Bùi Hồ cũng đến đây để trao cho cả gia đình ba người.
Vì đâu đó rằng là đối với số tiền, đối với cô bác của anh chị á, đôi khi chỉ cần cái số tiền ăn sáng là cả chi phí cho cả thuốc men, cho cả hai người chồng và người con và cho cả gia đình nữa. Nên thành thử là được nhận được bao nhiêu là Bùi Hồ cũng nói với chị. Và thông tin lần này á, thì đến thời điểm bây giờ thì Bùi Hồ cũng chưa công bố danh sách mạnh thường quân để mà hỗ trợ cất nhà cho chị, cũng như là cho Bé Tú, cũng như là anh Thích. Vì để đến cắt xong á thì em sẽ công bố luôn ha chị ha. Em hỏi chị nè, chị nếu như mà cắt nhà tường thì hết tiền, mà cắt nhà tôn á thì còn tiền, chị chọn cái nào? Dạ không biết sao nữa. Sao? Bây giờ cắt nhà tường á thì nó còn dư tiền ra để trị bệnh cho chồng với con mình. Còn nhà... cắt nhà tôn thì hết tiền, cắt nhà cuốn nền tôn thì hết tiền, chị chọn cái nào? Nó ngược rồi đó, em nói ngược rồi đó. À, nói lại rồi, vậy thôi, vậy nói lại giùm em ơi. Cắt nhà tôn á thì còn tiền. Đúng. Còn cắt nhà tường là hết tiền. Đúng, thì chị chọn cái nào? Chị muốn như cắt còn tiền lăng đi lấy nhìn chị bệnh cho bé Tú vậy đó. À, cắt còn tiền đúng không? Ừ. Sao em cũng đi? Muốn vậy á. Ừ. Và Mạnh Thường Quân cũng muốn như vậy. Ừ. Thật ra là chị nhớ cái nhà cũ không? Cái nhà cũ của chị là lý do là trị bệnh cho con của mình mà mình phải bán đi. Bán. Nên là nữ là khi lúc mà có nhà ở thì nó không còn tiền nữa. Đúng rồi. Nên là nữ là em có trao đổi ý kiến với Mạnh Thường Quân và em sẽ quyết định rằng là cất nhà tiền chế cho chị. Ừ. Và nhà vệ sinh thì sẽ xây lên. Ừ. Cuốn nền lên, đóng la phong đàng hoàng, đi điện đi nước đồ đàng hoàng. Và nó còn lại dư số tiền cho chị. Ừ. Thì nó sẽ đỡ hơn cho cuộc sống của chị vất vả hơn. Nó sẽ bự hơn cái nhà này của này và nó đẹp hơn nhà ở đây. Và chị dọn đi một cái nơi khác ở nó cũng ấm cúng hơn. Còn dư số tiền còn lại sau này mình còn xây sở phòng ngừa, phòng ngừa những lúc mà mình không có bán được nè. Đó. Hoặc là mình cắt nhà tường á, nó có một cái nè, ta thấy chị có nhà tường bự quá mà chị chạy xe đi bán vé số như vậy thì lòng thương của người ta dành cho chị là không còn nữa. Ừ. Chị hiểu không? Vậy bây giờ cắt nhà tường hay nhà tôn nói đi. Chị gì cắt nhà tôn đi, xây lên khúc tường đi. Đừng không bảo đảm là nó không có côn trùng vô. Ừ. Bảo đảm là cuốn lên 2-3 viên gạch lên phủ vô là côn trùng nó không có vô. Như xây lên hơn nữa nó xấu lắm. Xây lên chừng mấy tấc gì đó. Để gì ra nhà này nó mục chân á em. Đúng rồi, anh Hợp sẽ xử lý mấy chuyện đó. Mục chân. Vậy là các nhà tiền chế đi ở để cho nó có nơi che mưa che nắng đúng người nghĩa nha. Ừ. Vậy đi, bán để tiền là sau này lo cho hai cha con nó. Chứ không lẽ bây giờ lỡ cắt nhà tường cái mai mốt hết tiền rồi không lẽ cái ngôi nhà sao? À. Không lẽ mình ở trong ngôi nhà to đùng nhưng mà không có con đồng ở trong nhà. Đúng rồi. Chị đúng thì rồi. Không có gì nhưng mà sợ hai cha con nó hả bệnh bất tử. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái đó là điều em cần trao đổi với chị đó. Thì thôi đi, bây giờ cho anh về nghỉ ngơi đi ha. Cho bé ở đây được không? Được, dì nó xuống giữ giùm. Dì xuống giữ giùm đi rồi mình đi lại đằng kia ha. Hôm trước là rồi thôi, bây giờ chắc có lẽ là đoạn clip này cũng khá là dài. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau để mà đi trao tiền rồi gặp chủ đất để mà bàn cái phương án cất nhà luôn ha. Rồi thôi, bye bye anh Thết. Quên nữa, quên hỏi cảm nhận. Có nhà vui không? Vui em à. Vui thì sao? Vui em chứ. Hả? Vui lắm. Vui lắm. Mình mừng. Mừng lắm hả? Mừng. Ở ngày có niệm Phật không? Nghe nào cũng niệm. Nghe nào cũng niệm được. Anh nắm cái tay của mình, anh nắm không được luôn. Nghe nào cũng niệm được. Bây giờ đi chùa. À vậy bây giờ mẹ đi chút xíu về nha. Đi chùa không luôn. À, cố gắng niệm Phật nha. Nha bây giờ nha. Nghe nào cũng niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tin đỡ nó. Dạ. Nhưng nếu em đi chơi, rồi bắt đầu tên về vô. Dễ cúng em. Cúng ngày hai giá. Ông cúng ngày em giá hai giá. Rồi thôi cố gắng ở nhà với lại con em với chờ chị đi lại đằng kia tí xíu ha. Nghe chưa đó dễ nhiều. Nghe mệt rồi tôi xin hai giá. Vậy vẫn cũng không cần vô mà. Anh nói gì vậy? Giá ngày hai giá rồi sao nữa? Giá chờ Phật. Chờ Phật cho bỏ qua mà. Cho con nó ăn cơm vô vậy đó. Dạ. Yeah. Mình còn bệnh của mình nó chứ dễ nhiều luôn này dễ ít á. Chứ dễ nhiều rồi luôn nên dễ ít. Dạ. Rồi cũng như dễ mà có gì bỏ. À. Dễ mà có gì bỏ. Dễ nhiều thế mà nặng khỏi mình rồi. Dạ thôi em đi ha. Bye bye.